Xin chào chị em nhé. Hôm nay mình tiếp tục lên sóng một chiếc nồi cơm. Con này là nồi cơm Mitsu nhé, Mitsubishi. Đây, nồi cơm Mitsubishi này. Con này nồi 1,8 lít, nồi cao tần 1,8 lít này. Mã là LJV18J5. Con này rất đẹp luôn. Cơ bản thì con này trình bố trí mà trên mặt rất đẹp nhé, màu đen bóng này, rất đẹp luôn anh chị em ạ. Chắc phải được tầm 96 97% luôn. Rất mới nhá. Con này thì em bán đây, giá đây anh chị em nhé, 3 triệu 9 bảo hành 6 tháng. Còn 3 triệu 2 bảo hành 1 tháng. Anh chị em là chuyển khoản thì em sẽ chuyển chuyển khoản 100% thì em sẽ free ship. Tiền ship hết khoảng 150 ngàn gì đó, ship qua Viettel. Còn anh chị em nào đặt cọc mà ship code ấy, thì anh chị em sẽ tự chuyển khoản giúp em nhé. Tự 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 trả tiền phí ship của bên Viettel. Chiếc nồi này thì nồi 18 nên mà rất là lớn, sẽ dành cho khoảng 5 đến 8 người ăn. 5 đến 8 người ăn nhé anh chị nhé. Nồi lớn, nếu mà nhà nào thích, ví dụ nhà nào có 4 5 người mà nấu nồi 1 đến 8 cũng được, tại vì nhiều khi có khách hoặc là nấu nó sẽ rộng, nó sẽ cơm nó sẽ ngon hơn. Con nồi này thì đời rất cao luôn. Đây anh chị em xem này, đời 2016 nhá. Thông số đời 2016 này. Nồi Mitsubishi này, electric này. 1,8 mã NJV185J5K này. Đó, thông số của nó điện 100V này, nấu ở 1370W này. Nấu con này nấu nhiệt độ cao này, nấu 172 độ C này. Đấy, đời 2016 nha chị em nhá. Nồi 18 con này sẽ rất nhiều chức năng nấu. Đa số nồi cơm Nhật thì con nào cũng nhiều chức năng. Ở đây nó đang nấu chế độ sẵn là nấu gạo trắng và nấu chế độ thường này. Ở đây là tắt mở kết hợp với giữ ấm này. Đây là menu này, đây là chọn gạo này. Cái này như là nấu nấu nhanh gì đó. Đúng rồi, như đây là nấu nhanh thì phải. Cái này cái gì đây? Một số cái thì ở Việt Nam mình không có dùng nơi, ví dụ nấu sushi, nấu làm bánh mì, thứ đó mình không làm nơi. Đây là chỉnh giờ, đây là chỉnh phút, đây là bắt đầu nấu. Con này chế độ nấu thường, nấu gạo trắng chăn 30 phút, 55 phút nha anh chị em nhé. Tắt này. Đây là menu này. Menu thì rất nhiều chế độ nấu nha chị em nhé. Nấu cơm nếp này, nấu thường này, có nấu nhanh này. Cái này là nấu cháo hầm xương này. Cái này là nấu chế độ Ecolovi tiết kiệm điện này. Cái này như là giữ ấm này. Nói chung mình chỉ cần quan tâm đến nấu cháo hầm xương này, nấu thường, nấu gạo lứt, nấu Ecolovi, nấu nhanh thế thôi. Còn các chế độ khác thì mình không dùng nơi. Còn chọn gạo, anh chị em muốn chọn gạo lứt thì anh chị em cho bây giờ bấm tắt đi. Chọn gạo đây này. Ồ, con này không có chọn gạo lứt à? À đây đây. Đấy. Đấy, à, đấy vừa 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 qua chế độ gạo lứt rồi nhá. Em bấm lại này. Đây. Đây là chế độ nấu gạo lứt nha anh chị em nhé. Đấy, bây giờ bắt đầu mình xem bên trong nhá. Bên trong con này thì nó là nồi nồi cao tần. Con này có cái nắp hơi rất là đặc biệt. Đây. Nắp hơi rất là đẹp, nhìn nhìn rất là khác lạ. Nắp hơi cực kỳ mới luôn này. Nồi Mitsu. Đây là cái lòng nồi anh chị em nhé. Lòng nồi con này được khoảng 90%, trên 90%. Không bong chóc anh chị em nhé, không có bong chóc sơn nhé. Lòng nồi rất là dày. Đây. Này quá mới luôn anh chị em ạ. Này, đẹp, rất đẹp nhá, con Mitsu này. Con này phải nói cực kỳ đẹp luôn. Nồi siêu đẹp.
Ở bên trong thì nó chày rất nhẹ, gọi là chày nhẹ thôi, giống như kiểu bị xước ấy, không hề bị bong sơn một tí nào nha anh chị em nhé, không hề bị bong chóc, không hề bị chấm luôn, nó chỉ gọi là hơi sượt 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 qua, giống như là mình cái độ bóng nó bị mờ đi thôi, chứ không có bị xước. Đây. Con này quá đẹp luôn, đáy cũng quá đẹp luôn nhá. Nồi này rất nặng, chắc phải nặng 1,5 kg, 1,5 kg. Rồi, con này là 3 triệu 9, bảo hành 6 tháng. 3 triệu 2, bảo hành 1 tháng. Free ship nếu anh chị em nào chuyển khoản 100%. Hôm nay em sẽ tiếp tục lên một vài con nồi nữa cho anh chị em xem luôn. Con thứ hai này em lên cho anh chị xem là một con nồi, con này cũng là hàng nội địa Nhật luôn, của hãng Orit Ioma. Cái hãng này thì nghe nó hơi lạ, Orit Ioma nhá anh chị em nhé, dịch tiếng Nhật thì ra thì nó sẽ có Orit Ioma này, mã là JRC IB50BK. Anh chị em vào Google search cái mã này, nó sẽ ra hãng Orit Ioma. Con này thì sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc, tức là nhà máy và của Nhật ấy là sang bên Trung Quốc sản xuất và lắp ráp. Thì sản xuất lắp ráp ở đâu thì nó sẽ phải ghi là made in ở nước sở tại nhá. Nên là giải thích cho anh chị em sao tại sao mà hàng địa Nhật nó lại là made in China. Giống như điện thoại Samsung á, của Hàn Quốc, như vẫn vẫn dùng vẫn sản xuất ở China và ở ở Việt Nam, nên là mọi người sẽ hiểu cái đó. Con này thì thông số nó là một nấu 151 độ C này, điểm 100V này, công suất 1130W. Con này là nồi 1 lít anh chị em nhé, nồi 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 1 lít này, đời 2017 anh chị em nhé. Con này rất mới luôn, cũng đủ tất cả mọi chức năng, nấu rất là ngon. Em đã nấu tất cả các loại nồi cơm rồi, nồi Nhật, nồi cao tần, nấu con nào nấu cũng rất ngon. Cái này đây là menu chọn gạo này, chọn gạo đây có gạo, đây có gạo trắng này, đây là chế độ mấy chế độ nấu quả lứt này, còn bên này là nấu ở đây, bên này là nấu nấu quả lứt đây, đây là gạo gạo lứt này mầm, đây là gạo gạo không vòi đó, còn đây là nấu chín này, đây là nấu cháo hầm xương này đó, đây là vài chế độ nấu, đây là hẹn giờ nấu này, đây là chỉnh giờ, đây chỉnh phút này, đây là bắt đầu nấu này, đây là giữ ấm và hủy tắt đó, hủy tắt này. Đấy, mình chọn gạo lứt mình sẽ chọn lên đây. Ở đây mình chọn gạo trắng này, mình bấm nấu này, nấu gạo trắng ở chế độ nấu thường nó sẽ nấu 53 phút, tắt hủy này đó. Mình xem, bắt đầu xem cái nồi nồi bên trong nhá. Con này em bán thì bán 2 triệu 2, bảo hành 6 tháng, còn 1 triệu rưỡi thì bảo hành cho chị 1 tháng nhá. Con này thì nhìn nó thật là răng này, mới như chưa dùng luôn, mới như chưa dùng anh chị em nhận này, xanh ghét luôn, cực kỳ đẹp này, quá mới luôn, đời 2017 nha anh chị em nhé. Đây là con lãi cài này, mình chỉ việc gạt gạt sang theo mũi tên này. Đây là lòng nồi chị em ạ, lòng nồi đẹp đến 97%, 96%, 97%, quá đẹp luôn, gần như không có vết tích gì luôn. Đây, đẹp từ trong ra ngoài nhá. Đây, đáy nồi, đáy nồi có tần Orit Ioma, nồi tới tên cũng là Orit Ioma, cái hãng 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 sản xuất đó. Đây, nồi có tần IH này. Rồi, một em có tần Orit Ioma, nồi 1 lít dành cho 3 5 người ăn. Có đầy đủ các chức năng nấu như các nồi cao tần bình thường. Cam kết với anh chị em là nấu cơm ngon dẻo. Chỉ sợ anh chị em cắm cơm chà nước không có đúng rồi. Còn chà đúng thì nồi cao tần nấu rất là tuyệt vời nhé. Con này tổng thể thì nếu như em nhìn thì bên trong nó đẹp, tất cả tổng thể nó được 98% nhá. Bên ngoài thì chỉ có cái lắp này, nó cái lắp này nó hơi bị sức sước tí này, sức mờ nhẹ thôi, anh nhìn em thấy không, không ảnh hưởng.
Còn đâu toàn toàn thân nó thì rất là đẹp, không gì phải không bể vỡ nhé, không móp méo nhé. Đời 2017 rất cao, răng mới, son đẹp, lòng nồi gần như mới. Bán 2 triệu 2 bảo hành 6 tháng, bán 1 triệu rưỡi bảo hành 1 tháng, ship hàng toàn quốc. Ai chuyển khoản 100% em sẽ free ship, ai đặt cọc ship code thì sẽ không được free ship nhé. Rồi, em đã giới thiệu xong con đồ này, ai mua thì vui lòng liên hệ với em số điện thoại trên này, tốt nhất là nhắn Zalo giúp em nhé. Rồi em sẽ chờ mọi người chờ một xíu, em sẽ lên tiếp một con hàng khác. Tiếp theo mình sẽ lên một con nồi Panasonic 1 lít. Con này là con nồi VIP nhá, SRSH104. Con này có kết nối điện thoại này, có Ecolovi này. Đó, màn hình rất là sáng đẹp luôn. Cái mặt này nó đẹp đến phải đến 98% riêng cái bề mặt của cái con nồi này. Con này đời cao, công nghệ nhiều. Đấy, rất đẹp. Con này đời 2015 nhé chị em nhé. Đây, 2015. Đời cao đây. SH104 này, điện 100V, công suất 1210W. Nấu ở 100 cả 172 độ này. Con này chung quanh tất cả mọi thứ đều đẹp, nhưng tại sao giá nó rẻ như vậy? Thì em sẽ nói cho anh chị tại sao giá nó rẻ nhé. Con này thứ nhất là cái gioăng nó rất là vàng. Cái gioăng nó bị vàng. Và nó hơi bị rách ở đây này. Hơi rách miếng này nhưng không ảnh hưởng nhé. Không bị xì hơi, chắc chắn một điều như vậy. Bao xì hơi luôn. Nó bị rách do lúc vệ sinh không cẩn thận, nó hơi bị rách miếng này. Chắc chắn không xì hơi, vẫn nấu bình thường anh chị em nhé, không bị xì hơi, không bị xì gioăng. Con này có cốc nước bù ẩm này. Và con này nó rẻ. Đây. Bởi vì lòng nồi nó hơi bị lấm tấm, nhìn em thấy không? Lấm chấm chấm to bằng những đầu tăm thôi. Đó, nó bị lấm tấm như vậy. Nhưng mà cam kết với anh chị em là nấu không bị dính cơm nhé, không ảnh hưởng gì nhé. Không bị dính cơm. Con này bình thường nếu mà nó đẹp cả lòng nồi, đẹp cả gioăng thì giá của nó sẽ chắc chắn không dưới 3 triệu rưỡi. Nhưng mà do nó bị một số khuyết điểm như vậy. Thứ nhất là cái gioăng nó hơi vàng và nó hơi bị rách một xíu. Và thứ hai cái lòng nồi nó không được đẹp lắm. Đây, tôi còn tất cả thì bình thường hết nhé chị em nhé. Con này là em bán lỗ luôn. Con này là em bán lỗ nha chị em nhé. Bảo hành cho anh chị em 1 tháng này, cho anh chị em yên tâm, cho em bán là bán 1,8 triệu là bán lỗ luôn. Một con nồi rất là mới, công nghệ cao, nhưng mà chỉ bị cái gioăng và cái lòng nồi thôi. Có Ecolovi này, có cái lối điện thoại này, có ly nước bù ẩm này. Rồi anh chị em nào mà không cần quá cao sang, không cần quá đẹp thì lấy con nồi này thì nó là quá đẹp, quá đỉnh luôn. Công nghệ đầy mình mà giá lại quá rẻ. Rồi, xin cảm ơn anh chị, để em tiến lên con nồi tiếp theo nhé. 1,8 triệu em bảo hành anh chị 1 tháng nhé. Bán lỗ nhưng vẫn phải bảo hành. Còn 2,4 triệu thì bảo hành anh chị 6 tháng. Rồi, xin cảm ơn anh chị đã xem video nhé. Chờ em sẽ lên tiếp một con nồi khác cho anh chị em xem. Ở đây tiện thể em test điện cho anh chị xem luôn này. Đây là menu này. Đây chọn gạo này. Đó. Bên này là các chế độ gạo này, bên cái này là giữ ấm này. Tắt hủy này. Hẹn giờ nấu này, bắt đầu nấu này. Mũi tên chọn lên xuống này. Cái này là menu này, menu đầu tiên thì sẽ là chọn gạo này. Thì gạo có gạo trắng, gạo lứt, gạo không vo, gạo không rửa lằng nhằng gì đó. Thứ hai là các chế độ nấu, tức là cách nấu này. Cách nấu thì có nấu nhanh, nấu chậm, nấu thường, nấu sôi, nấu chè gì đó lằng nhằng cái lượt đó. Nấu Ecolovi có luôn. Tại vì nó có Ecolovi này.
Nấu nhanh cũng có nha, nấu cháo hầm xương nói chung đầy đủ hết. Đây em đang chọn là chế độ nấu gạo trắng. Sẽ sang chọn chế độ nấu thường cho anh em xem nào. Sang chọn chế độ nấu con này có Ecovi Lavi thì mình sẽ nấu Ecovi để tiết kiệm điện này. Bắt đầu nấu này. Nấu Ecovi con này nấu 43 phút. Ba phút. Em nói con này mặt cực kỳ đẹp luôn này nó anh chị. Quá đẹp luôn. Con này mà không ai lấy thì em sẽ bỏ lại để em tìm cái lòng nồi khác và cái gioăng khác em bán. Rồi em tiếp tục lên lên con khác nha. Con nồi thứ ba em lên cho anh chị là một con nồi Tiger. Con này ở siêu thị Nhật Bản, siêu thị L1 á, hiện tại đang bán khoảng 4 hay 5 triệu gì đó. Hàng xuất nhé, hàng phiên bản tiếng Anh chứ không phải hàng nội địa Nhật nhé. Thì con này em đang bán, nói chung cuối năm thì xả hàng luôn, bán 1,5 triệu bảo hành 1 tháng và 2,1 triệu là bảo hành 6 tháng, nói chung bán rẻ hơn bình thường khoảng 400-500 ngàn, bán gần như là bán hòa, bán cho vui thôi để lấy tiền tiêu Tết. Con này là Tiger, nồi cao tần Tiger 1 lít nhé. Tiger tức là con cọp. Tiger là một hãng sản xuất nồi cơm rất là nổi tiếng ở Nhật. Thì nó cũng rất nhiều chế độ nấu khác nhau. Nói chung là đầy đủ hết. Nấu Ecolovi, nấu gạo trắng, rồi thì nấu nhanh, rồi nấu chín, rồi nấu cơm nếp. Nấu cháo hầm xương, nấu gạo lứt Gava. Đây là nút tắt hủy này. Đây là nút giữ ấm này. Đây là menu này. Đấy, menu chọn mình đây chọn gạo trắng này. Nấu nhanh này, nấu chín này, nấu cơm nếp này, nấu cháo hầm xương này. Ở đây là nấu gạo lứt này. Hủy này. Đây là con này có cả nấu cơm cháy luôn. Nấu cơm cháy thì anh chị em phải chọn sang chế độ gạo trắng nhé. Đây, gạo trắng thì mình sẽ nấu cơm cháy được này. Đây, nó sẽ hiện nút nấu cơm cháy này, mình tắt đi này. Đây, nấu nấu cơm cháy nhé. Đây chỉnh giờ, đây chỉnh phút, còn đây là hẹn giờ nấu, đây em bắt đầu nấu. Rồi, con nồi này em xem con này sản xuất năm bao nhiêu đã. Wow. Con nồi sản xuất rất là cao, đời 2016 luôn. Đây là thông số của nó nhá, nhìn em nhá, này, đời 2016 nồi 1 lít này. Mã là JKT B101 này. Điểm 100V, công suất 1.200W này. Con này có nấu cơm cháy nha anh em nhé, made in Japan này. Đời 2016, là nhìn nhìn nó đẹp thế. Giờ em sẽ bổ lên 10% cho anh em xem nhé. Đây cái gioăng này, cái gioăng này đúng là gần như chưa dùng luôn. Xanh đét luôn. Đây là phần nòng nồi. Nòng nồi được khoảng 95%. Rất đẹp, không bong chóc gì hết. Rất đẹp nhé. Đây là phần đáy nồi. Đáy nồi đây là một số cái bụi nha nhé. Bụi thôi này. Em chưa lau kỹ, nó hơi bụi. Đáy nồi đẹp, lòng nồi đẹp. Gioăng thì như mới. Rồi tổng thể con này về hình thức cả trong lẫn ngoài được khoảng gần 95%. Đây là theo cái cảm nhận của em. Còn mỗi người một cảm nhận riêng. Nhưng mà với em bán rồi thì con này sẽ được khoảng 95% nhé, gần 95%. Rất đẹp, đời cao, gioăng xanh. Giá thì quá êm luôn, nấu cơm rất ngon. Có cả lô cơm cháy luôn, rất lợi hại. Rồi giá 1,5 triệu bảo hành 1 tháng, 2,1 triệu bảo hành 6 tháng. Mua nhanh gọn nhẹ nhé, ai mua chuyển khoản được free ship. Ai mua ship code thì vui lòng đặt cọc giúp em nhé. Rồi, xin chào anh em, để em lên con nồi khác. Con nồi tiếp theo em muốn giới thiệu anh chị là một con nồi Sanyo nhé. Sanyo này thì con này nồi 1 lít. Con này có áp suất, đây là nồi cao tần có áp suất nhé. Con này cũng rất nhiều chế độ nấu, nói chung là chế độ nấu thì nồi Nhật thì rất nhiều. Cơ bản đây là tắt mở này, à đây tắt hủy này. Đây là gì đây? À, đây là
cách nấu và chọn gạo luôn. Còn đây là menu. Menu thì mình chọn rất nhiều chế độ, nấu nhanh, nấu thường, nấu cháo, hầm xương này, nấu sushi này. Đây nấu gì đây, hình như nấu cơm nếp đây này. Rồi như đây, đây tắt mở này. Đây là chế độ chọn gạo này, đây là menu này. Chọn gạo mình bấm đây. Đấy thì nó sẽ có gạo lứt này, gạo không vo đây, đây là gạo lứt này. Còn ở trên cùng là gạo trắng nha anh nhé. Đó, đây, trên cùng gạo trắng đang để chế độ gạo trắng và nấu thường, nồi săn yêu. Cái phím này là phím điều điều, điều khiển, ví dụ như menu này chắc là điều khiển này. À không phải, điều khiển cái gì ta? Cái này chỉnh giờ. Chắc chắn nó phải để điều chỉnh cái gì. À đây thì mình sẽ dùng đây là cái gì đây này. Đó thì mình sẽ để điều khiển cái này. Cái này thì mình cũng chưa có tìm hiểu, mình sẽ dịch bằng cái Google dịch được nhá. À đây hình như chỉnh giờ những phút được này. Đây tắt đi nhá. À đây là bắt đầu nấu này, đây là giữ ấm này. À đây là hẹn giờ nhá. Hẹn giờ nấu. Đây, con nồi áp suất này. Con này áp suất bi nhá. Đấy, bi rất to. Ôi giời, rất mới luôn này. Cái răng hơi bên trong cực kỳ mới luôn, xanh đét luôn. Con này nồi áp suất nhá. Con này lòng nồi chạy lòng nồi mã đồng anh chị em nhá. Đấy. Nồi Sanjo lòng nồi mã đồng. Đây. Lòng nồi thì hơi bị sượt sượt thôi chứ không phải là chảy chóc anh em nhá. Nó bị mờ. Nó mờ thêm 5 tháng chứ không phải là bị chóc sơn. Nó mất mờ mấy cái độ bóng á, chứ không phải là chóc sơn nhá. Trong lòng nồi tương đối được khoảng 90%. Ở ngoài thì rất đẹp. Tức là một số nhà họ dùng thì họ không có bảo quản kỹ. Lòng nồi ở đây, con này lòng nồi mạ 7 lớp này. Đấy, nồi này nặng lắm. Nặng hơn cả nồi nồi Tiger. Con này phải được 1 ký 2 khoảng khoảng đó. Con này thì vòng vòng mạ đồng với chị em nhé. Đây, ở cái vòng này là nó cái viền viền đồng này. Ngày trước em có bán một con Panasonic ấy, là anh không biết anh chị em nào ở trong thành phố Hồ Chí Minh mua rồi phải, là con vòng mạ đồng này. Đấy thì con Sanjo này nó đây nhá. Tức là vòng này là cái vòng kim loại mạ đồng. Đó. Con này rất là hiếm, nấu cơm rất là ngon. Đây, xoong rất dày luôn. Cực kỳ dày nhá. Duy nhất trong video này hôm nay em bán gần như là bán xả hàng. Bán xả hàng thì lấy tiền tiêu Tết. Rồi 1,5 triệu bảo hành 1 tháng, còn 2,1 triệu bảo hành cho chị 6 tháng. Bình thường con này em sẽ bán nó khoảng 2,8 triệu, 3 triệu bảo hành 1 tháng. Đây đây thông số đây, con này. Cho chị xem thông số đâu. Đây con này thông số đây nhá. Nồi Sanyo thì không có đời cao. Tại vì đời cao sau này nó bán công nghệ cho thằng Panasonic rồi. Đời 2008 này, công suất 1200W này, điện 100V nhá. Nồi 1 lít dành cho 3 5 người ăn, mã này ECGXW10E5. Rất nhiều người thích nấu nồi Sanyo. Bởi vì cơm này rất là ngon. Đời nó hơi sâu nhưng mà cơm rất ngon nhá. Đặc biệt là con này nồi mạ đồng và nó có viền đồng ở trong lòng nồi nhé. Cái sự khác biệt của cố này là cái nó này là nó là cái này, nó là viền viền đồng này đấy. Còn tất cả mọi con nó toàn là viền nhựa hết, con này riêng con này viền đồng ở đây cực kỳ đặc biệt, nấu cơm rất ngon. Rồi ship hàng toàn quốc, ai chuyển khoản 100% mình bao ship. Còn ship code thì vừa đồng đặt cọc giúp em nhé. Rồi để em tiếp tục lên một con nồi khác. Tiếp theo giới thiệu với anh chị một con nồi Yoshi-Rushi, tức là nồi con voi. Con này nồi 1 lít nhé anh chị em nhé. Hàng 1 lít. Con này là nồi Yoshi-Rushi 1 lít này, có áp suất này. Con này giòn quá đẹp luôn anh chị em ạ. Này. Giòn cực kỳ mới nhá. Con này nồi 1 lít có áp suất nha anh chị em nhé. Đây. Một lít áp suất bi đây. Đây là lòng nồi con này.
Lòng nồi khá đẹp, bị một vết nhỏ nhỏ ở đây. Một vết nhỏ không ảnh hưởng đến chế độ nhé. Đây. Rất đẹp. Lòng nồi khá đẹp luôn. Lòng nồi được khoảng trên 90%. Đây, đáy nồi. Con này nồi 1 lít thì sẽ dùng cho 3 5 người ăn. Đây. Đây là thông số nó. Nồi Yorizawa 1 lít này, có áp suất này. Xem thông số này. Mã là NPHU10 này. Điện nấu 172 độ C là cao nhất này. Công suất điện 100, công suất 1230W. Con này sản xuất năm nghìn bao nhiêu đây, em xem năm bao nhiêu nhá. Con này sản xuất năm bao nhiêu đây, con này sản xuất năm 2010 nhá em nhá. Nó dưới đáy năm 2010. Một con nồi tương đối là đẹp, có áp suất đầy đủ chế độ nấu. Menu đây là chế độ nấu gạo này, đây tắt hủy này, đây giữ ấm này, đây là hẹn giờ này, và đây là bắt đầu nấu này. Em bán 1,6 triệu bảo hành cho anh chị 1 tháng, bán 2,1 triệu là bảo hành cho anh chị 6 tháng nhé. Đời 2010 con này rất đẹp, rất xinh, rất nhỏ nhắn xinh nhỉ. Nồi Yorizawa thì nấu cơm thì có tiếng rồi, rất rất nhiều người thích nấu cái loại nồi này. Dây rút em thử cắm cho anh chị xem lên điện nhé, chưa thử luôn cắm này. Điện 100V cho em nhé, nên dùng ổn áp, ổn áp nó sẽ ổn định dòng điện hơn, còn biến thế thì nó sẽ lên xuống theo điện điện lưới của mình. Đây em cắm điện rồi, đây bấm này. Đấy, các chế độ nấu này, nấu nhanh, nấu thường, nấu cháo, hầm xôi, nấu xôi thì nấu hầm xương, gạo lứt, gạo trắng. Đây đang để chế độ nấu nấu thường, bấm thử này. Anh chị em ở tỉnh thì yên tâm là em sẽ nấu cơm trước khi gửi nhé, sẽ cắm cơm cho anh chị trước khi gửi nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Hủy này. Anh chị mua bảo hành hay không bảo hành thì sau này có sự cố bên em vẫn hỗ trợ nhé, vẫn hỗ trợ sửa chữa nếu mà có sự cố. Bảo hành thì sẽ không mất phí, còn không bảo hành thì sẽ mất phí. Ở ngoài Bắc bên em sẽ bảo hành tại Hà Nội, còn ở trong miền Nam thì em sẽ bảo hành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ai mua em này thì liên hệ với em nhé, để em tiếp tục lên con nồi nữa. À, tiếp theo lên một con nồi, con này là con nồi Mitsubishi nhé. Con này là con nồi hàng hiếm, tại vì nồi Mitsubishi thì em chưa thấy bao giờ, chưa gặp con nào có son gốm. Con này là nồi 0,63 lít anh chị em nhé, 0,63 lít. Đây thông tin lệ, anh xem thông tin trước này. Nồi cao tần này Mitsubishi này 0,63 lít này, mã là LGSW063. Con này là điện 100V, công suất 750W. Nấu nhiệt độ là 127 độ C. Đây bây giờ mình sẽ xem chiếc nồi này nhé. Nó đặc biệt là nó ở chỗ này. Con nồi này rất nhỏ và xinh. Đời đời nãy anh cho mình thông số nhị xem rồi. Con này đây. Đây, nồi Mitsu nhá. Đây là cái lắp hơi đó này. Và con này nó đặc biệt của nó là son gốm. Đây. Nó son gốm nhá anh chị em nhá. Con này son gốm quá đẹp luôn anh chị em xem này, lòng nồi này cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây là bụi. Những vết bụi em phải lau sạch sẽ thôi. Đây. Son gốm nó đẹp nhầy này anh chị biết à. Đây. Như mới luôn, quá đẹp nhá. Đây đáy này nhìn ra này, như một cái son mới luôn. Con này đẹp xuất sắc luôn này, riêng cái lòng nồi gốm này đẹp xuất sắc luôn nhá.
Con này em bán hòa vốn, bán 900k là hòa vốn nhưng vẫn bảo hành cho anh chị 1 tháng, 1,4 triệu là sẽ bảo hành cho anh chị 6 tháng nhé. Anh chị em nào dùng nồi Nhật rồi thì đa số là mua không cần bảo hành. Bảo hành thì anh chị sẽ được sửa chữa miễn phí, còn không bảo hành anh chị sẽ sửa chữa mất phí nhé. Bảo hành hay không bảo hành thì em vẫn sửa chữa cho anh chị, chỉ là mất phí và không mất phí mà thôi. Nhưng nồi Nhật thì nó sẽ rất ít khi nó hư hỏng nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Còn anh chị muốn lấy theo bảo hành như nào thì tùy anh chị nhé. 900k bảo hành 1 tháng, 1,4 triệu bảo hành 6 tháng. Con nồi này rất nhiều chế độ nấu, cũng đây là chế độ chuẩn gạo này, thì mình sẽ bấm chuẩn gạo thì nó sẽ cũng có gạo lứt rồi gạo trắng rồi gạo lẻ mầm lung tung vào luôn. Còn menu thì nó cũng có menu đây. Menu thì nó cũng có nấu cơm thường này, nấu sushi này, nấu gạo nếp này, nấu cháo hầm xương này, nấu ecolavi có luôn ecolavi nhá. Đây là cơ bản nó sẽ là nút hẹn giờ này, để chỉnh giờ chỉnh phút này, bây giờ bắt đầu nấu này. Đây là tắt hủy và kết hợp với cả giữ ấm. Đây là menu, đây là chọn gạo. Rồi xong. Em mới chọn về chế độ, mình chọn về chế độ ecolavi nhá. Nấu nấu thử. Ecolavi. Rồi nồi nồi đang nấu anh chị em nhé. Con này rất hiếm anh chị em nhé. Son gốm mà nồi Mitsu son gốm mình cực kỳ hiếm luôn. Rồi anh chị em nào liên hệ thì vui lòng, anh chị nào mua con nồi nào thì vui lòng liên hệ với em qua những số điện thoại bên trên. Hàng được ship toàn quốc, ai chuyển khoản 100% thì sẽ bao ship. Ai không chuyển khoản mà muốn ship code thì vui lòng đặt cọc giúp em. Đặt cọc ship code thì anh chị sẽ tự chịu phí ship của bên Viettel nhé. Hàng gửi tỉnh đi khoảng 4 đến 6 ngày tùy từng nơi. Đây là đi thường. Nên chị em mà mua nồi rồi thì cứ từ từ hàng sẽ tới nhá. Rồi hôm nay em lên một số con nồi cơm như vậy. Thì anh chị em nào cần con nồi nào, muốn mua nồi nào thì em đã có giá tất cả những từng con nồi một. Anh chị chỉ việc nhắn tin qua Zalo giúp em là lấy con nồi nào, lấy con nồi nào. Thì tiền thì em đã báo rồi nhá. Chuyển khoản giúp em. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.